Em xin giới thiệu cái mẫu nước hoa nữ đến từ thương hiệu Jobat dành cho nữ nha Giá của nó là chỉ có 490 thôi Là giá em săn sale Em dọn nhà với lại một phần nữa là săn được cái bản này là hàng trưng bày Hàng limited luôn á Rất là hiếm Còn có khoảng hai chai thôi Nên là mình thích mình tranh thủ nha Thiệt sự nói là có 490 Mấy anh chị mình sẽ nói là tôi rẻ vậy ai biết được nhưng mà nó là rẻ trong cái tầm chính hãng nha rẻ hơn thì không có nhưng mà chính hãng thì um, chai này là hàng mẫu thử tester của hãng nó tên là tester nè nó có chữ tester ở trên chai và cái chai như thế này thì tại sao tester là hàng trưng bày của hãng không phải là hàng mà à, dán bao bì ni lông màu mè đẹp đẽ để mà bày bán nó còn ghi chữ not for sale nè cái này là hàng của hãng ở trên đó phân phối xuống các cửa hàng siêu thị rồi đó à, những cái chai như thế này để uh, siêu thị sẽ uh, trưng bày ra để cho khách hàng dịch thử thử ưng á, thì mua chai mới nhưng mà do là do là kiểu như uh, giá hãng của nó là một triệu ba là chỉ mua được một chai 50 ml thôi đó còn ở đây á, là em bán 75 ml mà có bốn thôi chính hãng nha thì nói thế nào là hàng tester á? Uh, kiểu như là uh, cửa hàng á, nó được nhận từ hãng rất là nhiều chai này cho nên nó bán ra nên là em canh em mua được Mua cũng nội bộ thôi, nên là giá rất là tốt Hàng Italy nha, địa chỉ gì ở Milano của Italy nè Còn Chobat là thương hiệu của Thụy Sĩ, Switzerland có ở đây luôn Sản xuất tại Pháp nữa nè, Made in France Nó là một cái hàng chuẩn Bao bì á, thì cả nhà mình thấy cái hộp đó không có được đẹp Tại vì là chủ yếu hãng nó gửi mình cái chai thôi Cái hộp là để đựng vậy thôi, không phải là cái hàng để bán Nên là cái bao bì không được đẹp nhưng mà cái chai bên trong là đúng chất lượng luôn nha thì mình xét về chính hãng thì mình không phải bàn cãi rồi cái thứ hai là về cái mùi hương đây là một cái nước hoa hàng hãng nổi tiếng trên cái chai hình giống như một cái viên kim cương vậy đó rất là lạ nó không phải cái kiểu mà để đứng thẳng đâu nó để kiểu nằm xéo xuống là rất là lạ mắt luôn kiểu làm trang trí cũng quá là đẹp nên là một cái viên kim cương nâu rất là sang và tay mùi hương nữ tính nha qua hình tượng của một cái món như trang sức như là cái viên kim cương mà đầy đủ ba tầng hương lớp hương đầu là à, có mùi mật ong này, hương thơm hoa này khi nọ đầy đủ ba tầng hương luôn em đọc thấy bản thành phần hương rất hấp dẫn nha à, dừa dâu hoa dương hoa lê quả lý hoa kim ngân hoa cam mật ong, sữa, hoa lan, hoa violet, hoa mộc lan, hoa nhài, linh lan. Rồi hương cuối là có gỗ nè, hổ phách này nọ nữa.